người có trách nhiệm, có bản lĩnh, có thể lo được cho gia đình và cuộc sống. Điều gì em không thích nhất ở người bạn trai? Đàn ông gia trưởng chị. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi, sẵn đây chị cho em hỏi bạn nữ nó một câu nha chị. Hỏi đi anh. Em ơi, ông bà mình có câu á, đàn ông mà kém bộ râu á, văn chương cũng dở, công hầu đừng mong. Thì em có thích người đàn ông để râu không? Đặc biệt là anh ta có râu quay nón. Cười đó. Mời các bạn. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Định, năm nay em 26 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở công ty MM Mega Market Việt Nam ở quận 2. Dạ. Cụ thể làm gì? Dạ làm vào về phòng sale và marketing. Quê em ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào anh Minh Kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến, năm nay em 25 tuổi, em ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là em đang làm nhân viên bán hàng cho công ty Unilever. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ khi mà em bình thường á thì em có nhiều điểm mạnh lắm, nhưng mà khi em bất bình thường thì mấy điểm mạnh nó trở thành điểm yếu đó chị. Ví dụ cụ thể là ví dụ cái gì? Ví dụ như khi mà em bình thường á thì điểm mạnh của em là thì em rất là tự lập, em rất là giữ lời hứa và có nghĩa khí. Rồi khi mà bất bình thường? Khi bất bình thường thì có những chuyện gì đó thì em sẽ lúc đó em sẽ trở nên yếu đuối, không tự lập là không tự lập được nữa. Bạn trai thì sao? Dạ về ưu điểm của em thì em có gọi là em cũng rất là nhiệt tình với mọi người, dễ nói chuyện, tức là ai em cũng nói chuyện được. Nhưng mà còn cái nhược điểm mà gọi là em không thể nào khắc phục được á, đó là em rất là dễ bị đỏ mặt với đám đông. Đỏ mặt? Dạ. Không sao. Mà có rung không? Hay là tự nhiên cái máu nó đỏ thôi? Dạ bình thường chứ, nhiều khi gặp con gái em cũng phải run chứ, tại em là đàn công mà, thanh niên cứng bởi vậy. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình ạ. Một mối tình? Bao lâu rồi em? Dạ cũng được một năm mấy rồi chị. Em quen được khoảng 10 tháng. Thì bạn đó là lúc trước là bạn thân, sau đó trở thành người yêu của em. Em thì rất là khó tin tưởng vào người khác, đặc biệt là người khác giới á chị. Mà trong chuyện tình cảm nữa, bạn bè thì vẫn tin bình thường, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì em rất là khó tin. Bạn trai? Bạn trai. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà thật sự thì em chỉ trải qua được một mối tình, nhưng mà đó là mối tình đơn phương cho anh. Hai bạn này cũng chưa có một mối tình nào sâu sắc. Mình chắc chắn mối tình này sâu sắc nè. Muốn tìm một cái mẫu người đàn ông tương lai của mình, cái người chồng của mình là người như thế nào? Về mắt 7 được, còn gì nữa không? Vui vẻ, hòa đồng, rồi không có hút thuốc. Không? Dạ không. Không, rồi. Với lại là bạn ấy thì là một người có trách nhiệm, có bản lĩnh, có thể lo được cho gia đình và cuộc sống. Điều gì em không thích nhất ở người bạn trai? Đàn ông gia trưởng chị. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi, sẵn đây chị cho em hỏi bạn nữ nó một câu nha chị. Hỏi đi anh. Em ơi, ông bà mình có câu á, đàn ông mà kém bộ râu á, văn chương cũng dở, công hầu đừng mong. Thì em có thích người đàn ông để râu không? Đặc biệt là anh ta có râu quay nón. Cười đó. Sao em? Thì thật ra thì con người quan trọng là ở bên trong, ở trái tim, ở tấm lòng, chứ không phải là ở vẻ bề ngoài. Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu ạ. Nếu không thích thì kêu cạo thôi. Dạ đúng rồi. Không chịu cạo thì tối ngủ tôi tự cạo. Bây giờ là bên đó đưa ra cái vấn đề đó thì em cảm giác em gọi là có bao nhiêu phần trăm đạt được? Dạ thì chắc cũng hòm hòm cũng được 70, tại em không có gia trưởng anh. Mẫu người bạn gái của em tìm là người như thế nào? Dạ thì cũng tại vì em biết em không đẹp rồi, cho nên là em cũng cần một bạn nữ là tóc dài, dễ thương, xinh xắn. Với lại bạn nữ đó cũng phải biết là suy nghĩ sâu xa, với lại suy nghĩ sâu sắc một chút. Sâu xa, sâu sắc là sao? Sâu tức là xa cũng là biết sao mà sâu tức sắc là biết là trước, biết sau, cũng biết là quan tâm gia đình anh, chứ không phải là suốt ngày cứ là chỉ có mơ mộng này nọ. Sao nói nhanh dữ vậy? Em bối rối quá chị. Em bối rối đó hả? Dạ. Bình thường là nhanh hơn hay là bối rối là nhanh hơn? Xây xây coi coi cái dung nhan đó coi. Trai mà. Ngộ ha, mà sau đây hơn thì mọc quá trời. Đây không mọc. Người ta gọi là vậy cho nó hài hòa. Phải chi mà đem đây bớt lên đây cái đẹp đều. Cao mét mấy? Dạ 1m7. Cái gì mà ngồi khép nép quá vậy, mạnh mẽ lên coi. Chưa chị. Nguyên qua đây tôi coi mặt không, con làm gì né tôi hoài vậy? Em bối rối quá chị. Sao túng túng gì đó hoài vậy? Bà mối bà sao bà cứ theo dõi đàn trai dữ vậy? Mẹ không? Em đừng có rung nha. Có, thanh niên cứng mà chị. Cứng không? Dạ cứng. Chứng minh cho cứng kia coi. Dạ. Cứng không trời? Mấy gái không? Tình yêu rồi mà. Có. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Môn gì?
thì cũng mỗi một chút cũng biết bơi lội, cũng biết đá banh, thì cũng biết tập gym này nọ. Có bánh đũa gì không? Dạ không, cái đó hoàn toàn không chị. Ủa gì vậy? À, dạ em có một cây kèn harmonica tặng bạn gái à? Dạ không, tính thổi với bạn nó nghe. À vậy thì thổi đi. Thôi để ngồi ta đối diện ta thổi. Thôi anh ơi, thổi qua bức màn giống như Trương Chi Mỹ Nương em vậy. Em sợ em đối diện thổi không được luôn. Đúng rồi, đúng, đâu có thổi được. Để tôi về bển tôi ngồi, để ra thổi. Thổi kèn nghe em. Một câu đó anh, nhiều quá. Trời người ta ơi, lại yếu quá vậy. Thôi em chứng minh cho cái gì cho chị thấy em không phải là yếu nha. Lắng đó nói với ông hai luôn. Kể anh nghe coi. Dạ thì cũng hơi nhiều. Thôi kể vài cái bè, đi. Dạ bạn bè thì hơi nói em là thứ nhất là bá đạo, thứ hai là lừa tình, và quan trọng nhất là điên nữa chị. Bá đạo, lừa tình, điên. Lừa tình là sao? Lừa tình là ví dụ như là em hay lên Facebook, xong cái ví dụ em đi cà phê với bạn bè một đám vậy rất là vui, xong cái em chụp hình mỗi cái ly cà phê em, xong em đăng lên Facebook là hôm nay cà phê một mình, có ai cà phê chung không ta, kiểu vậy đó anh. Lừa tình là gì nữa? Điên. Điên tới chừng điên lắm em làm gì? Lúc mà em ức chế quá hay là em bị áp lực gì đó thì em có thể đi vượt chạy xuống Vũng Tàu trong đêm vậy đó, rồi chạy xuống dưới ngắm mặt trời mọc, xong rồi sáng đi về. Có khi em đi một mình, có khi em đi với bạn em. Điên mình, điên thiệt ạ. Rồi, dễ thương lắm. Bên đàn gái dễ thương lắm em trai. Bây giờ thêm ý kiến người thân đi nè. Bây giờ đàn gái trước đi, mình đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em, với bạn em. Rồi, coi mẹ, mẹ kiểm tra giùm cái coi. Chào cô. Chào cô. Dạ. Thấy bạn nam cũng được đó cô. Được không cô? Được. Mà cô, bạn nam này chứ coi vậy chứ cô không phải là vừa đâu. Cậu này thì nói chuyện cũng tốt đó, cũng đàng hoàng đó. Dạ. À. Thấy còn làm con rể tương lai của mình được không? Đó là tùy con của cô. Nhưng nếu mà theo cô thì được không? Để cô suy nghĩ lại. Rồi xong rồi. Luôn, cô suy nghĩ lại là xong luôn. Cô có nghi ngờ gì điều gì không? Không, cô không nghi ngờ mà, nhưng cũng phải để cô từ từ chứ đâu có quyết định lẹ con. Thấy đẹp trai không? Cũng được, đẹp thì không đẹp mà được. Chứ xấu cô cũng xấu. À, mặt có hậu không? Ý riêng của cô là được hay không? Cũng được đó. Mới có cũng thôi, cũng thôi. Thôi đừng ép cô nữa mà. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với những người bạn học của em. Cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì định là rất một người rất là nhiệt tình, tính cách vui vẻ, tình yêu thì nó rất là chân thành. Nó là dành tình cảm cho ai thì nó chỉ có thích một người đó thôi. Cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn cho hai bạn gặp mặt nào. Rồi, không gian này là hai bạn đó, hai bạn. Em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh nè. Rồi, chúng ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Nhà em ở quận mấy vậy? Em đang hiện tại. Dạ, em ở quận 9. Quận 9. Anh ở quận mấy à? Anh ở quận 8. Nhưng mà không sao, từ nhà anh lên quận 9 cũng không có xa, cũng chỉ có 20 phút thôi, nên yên tâm chuyện đó. Ví dụ anh với em hẹn hò, xong rồi bạn của anh á, ảnh bị thất tình, ảnh buồn quá, ảnh mới gọi anh alo anh đi nhậu, thì anh sẽ quyết định như thế nào? Anh dẫn em đi gặp nó thôi, có hai người, có chuyện bình thường. Em rất thích câu trả lời của anh, đó cũng là câu suy nghĩ trong lòng em. Trời ơi, mát lòng quá hả? Đầu tiên quá hả? Em không thích nấu ăn cho lắm. Anh có thích nấu ăn không? Thì anh nghĩ quan trọng là lâu lâu em có thể nấu được một vài món thôi. Dạ. Tại anh thích ăn đồ ăn của người bình thường nấu, anh nghĩ là nó sẽ ngon. Kế hoạch để đám cưới như thế nào, hẹn hò như thế nào? Anh không giỏi về cách nói chuyện hay gì nọ hết, nhưng mà anh chắc chắn là nếu mà em buồn thì anh sẽ dẫn em đi ăn hết món này món kia. Rồi mập thì cùng mập, giảm cân thì cùng giảm cân. Bỏ vụ ăn đi, tới rồi đám cưới luôn. Kinh phí tổ chức đám cưới á, là cái mục tiêu mà mình phải đạt được cái tài chính đó, thì bây giờ chắc anh cũng hầm hầm rồi. Tính chi phí rồi trước luôn rồi đó hả? Thì em phải có một con số cụ thể để mình phấn đấu đó anh. Rồi, có tính cụ thể con số luôn. Tính sẵn luôn hả? Bản gì? Gì giống kế toán quá vậy? Bản dự toán đám cưới. Trời ơi, cái này. Đọc cho má nghe kìa. Bản dự toán chi tiết đám cưới. Trước khi cưới, bố mẹ chú rể gặp mặt bố mẹ cô dâu lần đầu. Ban ngày. Số tiền chi là 5 triệu. Ảnh cưới ở Nha Trang trị giá 15 triệu. Chi phí dự phòng, đăng ký kết hôn là 20 triệu.
áo cưới cho cô dâu và vest cho chú rể 10 triệu. Thuê dịch vụ trọn gói rước dâu bưng quả 20 triệu. Dạ, đỡ suy nghĩ nhiều anh. À, tính thường ha. Mua nhẫn cưới với số tiền 54 triệu. Thôi tính rõ luôn 54 triệu. Bộ trang sức em về tinh khôi. Thấy buồn cười hay rồi anh. Thách cưới 4 cây vàng 144 triệu. Bố mẹ vợ có thể gửi lại vì chàng trai lo hết toàn bộ chi phí. Gì kỳ vậy? Ủa là sao? Lo xong rồi kêu bố mẹ vợ gửi lại là sao? Thách cưới là đưa ra xong rồi đám cưới không trả lại hả? À, nó nghĩ là chắc là cha mẹ vợ gửi lại. Cưới tại nhà hàng trị giá 90 triệu. Là bao nhiêu bàn? Dạ, tại vì là trên ở thành phố mình á, bàn tiệc là trong khoảng từ 3 triệu rưỡi cho tới 5 triệu. Cho nên em tính khoảng 4 triệu rưỡi một bàn là có thể được 20 bàn. Tuần trăng mật Hàn Quốc. Chúng ta sẽ tổ chức tại Hàn Quốc, trị giá là 30 triệu đồng. Lên rõ ghê luôn vậy đó. Tổng cộng 388 ngàn. Loại trừ khách cưới 4 cây vàng. Bố mẹ vợ thấy chàng rể thật thà nên cho lại. Bạn đã tính trước rất là rõ rồi. Đây em giữ em làm kỷ niệm nha. Mai mốt làm quá cái này là không được á. Chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho hôn nhân của mình. Em thấy sao em gái? Không đỏ mặt hết trơn rồi kìa. Không, thì hồi đầu lúc mà anh đặt cái mục tiêu này ra anh thấy cũng hoang mang lắm. Nhưng mà thôi, đàn ông mà, mình phải cố gắng làm cho bằng được. Ý nãy giờ hơi nhạy cảm là cái ý là bốn cây vàng trả lại là sao? Ý là sao nói cho má nghe. Má vợ tương lai chứ má vợ cũng lo đó. Anh nghĩ tiền đó chắc cha mẹ vợ cho chứ ai đâu trả lại. Cho dạ, tức là tại vì em nghĩ ba mẹ nào cũng thương con anh. Ừ. Cho nên nhiều khi vậy mà cho lại. Cô có cho lại 4 cây vàng không cô? Cô cũng chưa biết nữa con. Có tới chừng là... đó là cô tính, chứ giờ tính trước mất vui. Đợi đó suy nghĩ đúng không? Thì chắc cũng sắp hết giờ để nói chuyện rồi. Thì anh cũng chỉ vì anh là một người đàn ông thì với một cô gái như em thì chắc chắn là anh không thể nào mà không bấm nút trên sóng truyền hình này nọ được. Cho nên anh cũng cho em biết kết quả của anh là anh sẽ bấm nút. Trong trường hợp nếu mà em cũng bấm nút nữa thì như anh nói là chúng ta cùng mập, giảm cân cùng giảm cân. Và chắc chắn với em luôn là ngoại trừ em ra anh cũng sẽ không nhìn một con nhỏ con gái nào khác. Trời. Và cũng không một người đàn ông nào sẽ ăn hiếp được em. Trời ơi, anh sẽ làm được chứ bấm nút. Chuyện cô gái có bấm nút hay không? Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nút đầu vậy anh? Trời ơi. Cái gì vậy? Sao bấm lẹ vậy cưng? Hả? Chị chưa đếm mà. Làm như khoái vụ 4 cây vàng hay sao? Rồi, nói với mẹ vợ tương lai. Hứa hẹn với mẹ gì đi. Dạ, cảm ơn cô vì đã nhận xét tốt về con ngày hôm nay. Xin mở gói quà cái được không chị? Được gói chứ. Bộ nhẫn sợ cái bộ mà. Chưa, cái bộ đó là cưới. Chưa anh ơi, chưa. Đừng có làm cái bộ nhọc quá. Cái đó cưới mới có. Trời ơi. Trợ lý tình yêu. Rồi ông rung kìa. Rung quá. Bình tĩnh. Rồi. Không bạn gái. Đây là những cái phần quà của Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây sách của bạn. Đây gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Jun Manzel. Rồi. Quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Đây là một chiếc TV hiệu Bana TV 50 inch. Ha, trị giá 9.800.000 đồng. TV này sản xuất theo công nghệ về tiêu chuẩn Nhật Bản. Nó sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn.